Dòng sông đang bị ô nhiễm nhưng em vẫn bơi lặn cho mọi người thấy những gì con người đã gây hại cho thiên nhiên và động vật, tạo ra biển khổ thế gian này. Nhưng em vẫn bơi lội tự tại trong biển khổ, để cho những ai chân thật thức tỉnh sẽ có một cái cơ hội để thoát khỏi nó, thoát khỏi biển khổ thế gian. Oh. Diễn viên giơ tay chào mình luôn kìa. À, khán giả giơ tay chào mình luôn kìa. Chị khán giả hâm mộ con kìa. Hai mắc cười quá ha. Vui không chị? Còn có khán giả luôn. Khán giả là những người ngư dân chất phát hiền lành, không có nhiều trí tuệ để suy nghĩ ra những cái việc mà làm cao cả hơn. Họ chỉ nghĩ đến việc đánh bắt là để mưu sinh qua ngày thôi, chứ họ không nghĩ ra mình phải mua đất đai làm ông chủ bà chủ bất động sản này kia các kiểu. Họ không đủ trí tuệ và xuất phát điểm của họ quá thấp, họ không làm được những việc như vậy. Nhưng tóm lại, chúng ta đừng làm những việc quá là tàn khốc đối với thiên nhiên và động vật. Làm gì cũng phải chừa cái hậu về sau, dạ, chừa cái đường cho người ta sống chứ. Giống như đằng kia, cô kia đi kéo lú, dạ, lú cá dưới sông. Mặc dù là làm nghề ngư dân nhưng mà cô ấy có thể làm lâu dài với cái nghề đó, dạ. Còn những người mà đi chích điện cá chết thì sẽ hủy diệt hệ sinh thái, không làm lâu dài được, dạ. Những người mà chích điện cá thì không có cơ hội đổi nghề khác, mà còn làm cho những người khác bị ảnh hưởng theo. Như những người kéo lú, họ rất là làm như vậy cũng rất là lặng. Nó thấy cô đó nó lặng liền. Chị Chi nó thấy cô đó nó lặng mất tiêu luôn rồi quý vị ơi. Chị Chi nó lặng luôn rồi. Thôi em lặng luôn đây. Trời ơi, mới đây nó lặng vô kia nó núp tôi kìa.